Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 17 tháng 4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện nghị quyết số 02 NQ-TU ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Long Xuyên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Đồng chí Lê Văn Đừng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các sở ban ngành, cơ quan đơn vị và các địa phương. Thực hiện nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang và kế hoạch số 682 ngày 3 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về xây dựng và phát triển thành phố Long Xuyên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên đã tổ chức quán triệt tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời ban hành nhiều chỉ thị, kế hoạch, cụ thể hóa nội dung nghị quyết, kế hoạch của tỉnh và triển khai thực hiện nghiêm túc. Qua 4 năm triển khai thực hiện, đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Long Xuyên đã chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, khai thác tốt các tiềm năng thế mạnh, nguồn lực, thực hiện đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, kinh tế xã hội tiếp tục phát triển ổn định. Nhiều dự án công trình trọng điểm được triển khai, đưa vào sử dụng, góp phần mở rộng không gian, tạo diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao. Những phát triển của thành phố Long Xuyên đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh, xứng đáng là thành phố quê hương Bác Tôn, văn minh, thông minh, hiện đại, là một trong những trung tâm đô thị lớn của khu vực. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Đừng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Long Xuyên đã nỗ lực thực hiện đạt được thời gian qua. Đó chính là thành quả của sự quyết tâm, đoàn kết, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, biết phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, nỗ lực vì sự phát triển chung của thành phố. Nhận định tình hình thời gian tới với nhiều khó khăn thách thức nhưng cũng thuận lợi, nhiều cơ hội phát triển, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang đề nghị Đảng bộ thành phố Long Xuyên tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu theo nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời rà soát bổ sung các quan điểm, mục tiêu theo quy hoạch tỉnh An Giang đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đổi mới mạnh mẽ tư duy, phát huy tinh thần năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, nắm bắt tốt cơ hội, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, lợi thế so sánh để phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên các lĩnh vực. Đồng chí Lê Văn Đừng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang đã chỉ rõ nhiều nhóm nhiệm vụ giải pháp để thành phố tập trung thực hiện, yêu cầu thành phố phải khắc phục những tồn tại hạn chế, đoàn kết, chung sức đồng lòng, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp đề ra, đưa Long Xuyên tiếp tục phát triển nhanh, bền vững hơn trong thời gian tới. Là đô thị loại 1, là trung tâm tăng trưởng kinh tế, là đầu mối giao thương quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long.